ai đụng? Mày nói ai đụng hả? Ông ngồi con bước ở đây có mặt bà con làm chứng nè, giải quyết cho ông nè. Đây nè, tao ra tới nè, khỏi cần kêu con. Tao ra tới nè, khỏi cần kêu. Tao đâu có tè ấy. Tụi cũng đâu có ngán không? Tao đâu có tè, tới nè, không dám ra đây. Trời, đừng có thấy gà tính ăn hiếp tao hả? Rồi sao? Cho mày hay em. Tao báo cáo cho mày biết á, tao có võ đó chứ không phải dân lơ mơ đó. Võ gì? Võ Bình Định đó. Là sao? Mày đụng là mày bình địa. Ai trời ơi, hồ hồ cái ông đứng ở ngoài này. Mày rủ tao ra đây làm gì hả? Mày rủ tao làm gì mà nói mẹ ông kiếm ra tan khô rủ mày đâu đó. Tôi mời ông ra đây để giải quyết cái chuyện này cho nó có công bằng nè. Công bằng sao nói cho rõ, công bằng sao? Tôi hỏi ông nè, tại sao ông đứng giữa đường? Đứng giữa đường ông đứng luôn đi. Ông chạy qua chạy lại ông xem thường giao thông với vậy. Gì giao thông hả? Trời ơi, giao thông. Giao thông chỗ có, chỗ không. Tao canh không có, tao dông qua liền. Từ cái chỗ ông dông qua vậy, ông đụng cho tôi quê ông nghe. Cũng gì quê, sám quê, tự nhiên quê. Lề phải, ông không đi, em đi lề trái, đụng người ta. Trời ơi, đi bộ mà có lề trái, lề phải nữa hả? Sao không có, ông đi chặt lè, ông mới đụng tôi đó. Tao không biết, không biết ông tao giận sao tao đi vậy à. Ủa, con ông nó giận sao? Có giận lắm, tía ơi. Ông đi sao ông nhớ về vậy nha tế ơi. Hồi nãy tao đi mấy bên này. Giờ tao về tao đi mấy bên này. Đi tầm bể lã sáp. Bỏ tay với ông luôn. Bỏ tay quá chứng gì mày. Còn ông nói dặn ông đi đường nào về đường đó là phải rồi. Căn này lề phải lề trái ông đi cho nó đúng. Ông đi không đúng ông đụng người ta. Không có thì hết á. Bây giờ ông biết ai đúng ai sai chưa? Biết sao không biết. Ai đúng ai sai? Mày sai tao đúng. Tôi sai chỗ nào? Mày sai chỗ mày đi đường mà mày không chịu quan sát. Ê trời ơi. Mà nói đúng hơn là mày không làm chủ được tốc độ. Là sao? Mà nói một cách rõ ràng hơn nữa là mày đi quá tốc độ cho phép. Vậy không? Ê, ông giải thích cho tôi hiểu nha. Tôi mà không hiểu tôi cho ông thành cà phê đen đá luôn đó nha. Được, mày muốn hiểu tao cho mày hiểu. Bà con ra thấy không? Thấy rõ ràng không? Để tôi nói qua nữa ha. Bà con thấy chưa, cây muốn lặng mà gió chẳng chịu ngừng. Cái gì? Môn không ngứa mà bạc hà nó răng tăng. Trời ơi, đánh lộn mà làm thơ hèn mặt tử. Mày muốn tăng, tao cho mày tăng. Thay mặt chính quyền địa phương đây xử tội mày nè. Tôi có tội gì? Tội gì hả? Tội mày vi phạm luật lệ an toàn giao thông chứ tội gì? Trời trời. Tội thứ nhất, tại sao mày đi đường gặp chướng ngại vật mà mày không né? Hoặc mày thắng lại chứ? Đặc biệt càng tới đụng tao gây ra tai nạn là một tội nhớ con. Nhân mặt. Còn tội thứ hai, người đi bộ được quy định đi có 30 cây số giờ. Hồi nãy tao thấy mày quất 70 cây số giờ. Mày đi quá tốc độ cho hết. Cái gì 70 cây số một giờ? Kiệm em lính liền không được quyền cãi. Cái này tôi cãi chứ. Chỗ tao đang xử mà cãi tao phạt thêm tội cãi. Ê trời ơi. Còn thứ ba là tao đồng ý tao đi bên lề trái mà tao vẫn có siêu nhanh xin đường mà mày cũng đụng tao luôn. Tao là cái lỗi của mày không chịu quan sát khi đi đường. Mắc cười quá. Tao không biết cười. Hồi nãy giờ tôi không cười, bây giờ tôi cười ra. Tôi cãi tới đó luôn đó. Tôi không biết cười. Tôi hỏi ông nè, siêu nhanh của ông đâu? Mắt trái tao đang chết nè. Cái này là con mắt chứ không phải đèn xe. Xe có bóng đèn, người ta phải có con mắt. Tại hiện trường gây tai nạn mà siêu nhanh tao vẫn còn chết nè hả? Giờ mày còn gì chối cãi ra không? Còn gì chối cãi ra không? Xin lỗi chú đi, tôi đi quá tốc độ tôi đụng chú. Bây giờ tôi xin lỗi chú được chưa? Không có đụng người ta là xin lỗi khen khen nữa mày. Giờ chú muốn cái gì nữa? Phạt mày. Phạt cái gì? Bằng lái xe mà đâu? Trời ơi, đi bộ mà có bằng lái xe hả? Chết mẹ nó hàng à. Ủa chú sao vậy? Giờ có gì móc ra đóng phạt liền tao cho đi, còn không tao không cho đi. Tôi có tiền mà tôi không đóng phạt, tôi bỏ tôi đi với làm gì tôi. Mày đi là tao kêu công an á. Thắt cầm á. Đó, công an bỏ lên cảnh sát á. Hôm nay đây có điểm bỏ cải bật á. Bắt ở gần cố bật á. Chú hai. Có gì móc ra liền mà. Bình tĩnh. Bóp. Bình tĩnh. Gì vậy? Làm 7 điếu thuốc bỏ qua ngay chú. Tại sao gọi là 1 điếu? Dạ vậy chứ nhiêu. Phải nói là 1 gói. Luôn á. Không có tặng, cái này mày bị phạt chứ không có tặng. Vi phạm tao phạt. Ê làm gì á? Làm gì ở chỗ tao đang xử lý chưa có xong rồi mày thò tay vô trong túi làm gì? Tôi thò tay vô túi tôi lấy tiền. Ai cho mày lấy tiền? Chạy tiền của người ta, tao lấy ông nội ơi. Mày lấy tiền ra đặng mày đưa hối lộ ha? Không có. Mày đưa hối lộ tao phạt thêm tội hối lộ nữa. Không có.
lấy tiền ra làm gì? Tôi lấy tiền ra tôi mua thuốc. Khỏi mua mày. Làm sao? Đưa đây. Nè. Vậy đi. Vậy đi. Ê. Tiền nó của tôi mua thuốc. Phải tiền này mua thuốc à? Tiền tôi mua thuốc mà. Đúng vậy ba. Đúng vậy. Thì tao bán lại mày nè. Là sao? Khỏi đi cho nó cực. Cho nó cực. Vậy đi. Cái gói thuốc này là của tôi. Thì thuốc của mày tao đâu có cãi. Tiền nó cũng của tôi đó. Tiền này cũng của mày tao đâu có cãi. Sao không lấy? Mày đưa là sao tao cãi được. Ai biểu không cho tôi đưa? Ai biểu mày ngu? Xui quá có mấy chục ngàn. Ổng lộn luôn rồi trời. Tao vẫn chơi chung cho nó vui vậy thôi. Phạt giả gì mày ơi. Nghe mày than. Nghe đứt cuộc rất gan quá. Trả lại mày nè. Trả lại chú nghe. Trả lại mày cảnh cáo em. Thì cảnh cáo gì nữa. Đàn ông thanh niên trai trắng đi ra đường phải coi trước nhìn sau à. Đụng tao cái đụng khác nãy giờ lỗ mũi ăn nhậu. Đồng xỉu cục thuốc ba lớn gì là ra nghe mày. Thảm gì vậy? Làm gì hả? Làm gì hết hồn hết chứ hả? Sẵn vô tao quất cái bóp cái nóc ao à? Khoan! Làm gì khoan? Khoan hả? Mình chưa đồng binh lại hả? Không phải, quen! Ai quen biết gì nãy giờ muốn ăn thịt tao quen biết vậy? Ở dưới quê chú bận đồ cha ma ha bà ba nhìn không ra. Ăn mặn kiểu này con tưởng là phúc bí trô. Vợ nó nghĩ là mới biết. Chú ba! Ba nè. Chú ba cổ cò á? Cò không? Cò không? Không cò vô mắt mày cái bể bóng đèn kìa. Chú là chú bán cổ cọ dưới quê nè. Tới bán cổ cọ nè. Nhớ tao không? Mày nghe cổ dịch đó. Cái gì cổ dịch? Tao cổ cọ mày phải cổ dịch thôi. Trời ơi con là thằng An. Con của chú Hai Khang nè. Cái gì mày nghe con Hai Khang đó hả? Dạ. Thiệt không mày? Trời ơi con đó chứ ai nữa. Trời đất ơi sao lạ quá không nhìn không ra mà. Nhìn không ra hả? Ông nổ mẹ ơi nghe con Hai Khang. Dạ. Nhà ở Hội An phải không? Chính xác. Ba mày bán bắp rang, ba mày bán pha lan, mày có ông anh hai tướng đi hai hàng phải không? Trời ổng đi hai hàng kể ổng nhắc ổng chi? Nói chưa hết dùng họ để mày nhận ổng nha mày. Chú ba, dạ? Chú đi đâu mà chú lên đây, chú đi lẹ quá chứ đụng con cái muốn chết kìa chú ba. Mới bán bị dịch lên Sài Gòn mua bảy tivi, cho mấy nhỏ coi Tết chơi hả? Trời ơi tivi ở dưới quê mình thiếu gì, lên thành phố mua chở về dưới kia cho nó thật. Chơi chị mới nổi tiếng sáu xã miền Tây Nam Bộ được mày. Trời ơi người giàu có đó chị nghe dễ thương quá à. Lúc này đâu lâu quá không gặp giờ tao nhìn mày không ra nha. Còn lên thành phố sống lâu rồi. Có vậy lúc này ở Sài Gòn hả? Trời ơi Sài Gòn lâu lắm rồi chú ơi. Công nhận dân Sài Gòn đọc thử ha. Dạ. Dân Sài Gòn về ăn mặc tao thấy không giống người ta mà. Không giống người ta chứ giống ai? Tao thấy giống ma quá. Ăn mặc thì mày nói giống ma. Trời đất ơi, ê, nãy giờ nói chuyện quên để ý. Cái vụ gì chú? Mày mua cái áo nãy đâu màu đậm dữ vậy? Chú là người khen tới 1002. Không nhận nãy mua cái áo màu đã được ha. Không đụng hàng. Mùa này mà chơi cái áo màu như cục lửa. Màu này bận ngủ dám phỏng mình lắm. Trời thật ơi, trời nó chơi cái áo màu đỏ mà đậu cái nón màu vàng. Sao mày không làm luôn cái quần màu xanh đó? Chị? Giờ mày ra ngã tư trước nè. Chỗ đường Trường Chinh á. Mày đứng đó cái xe hai đầu nó dừng lại hết nè. Lý do? Tưởng đâu đèn xanh, đèn đỏ, đèn vàng. Ăn mặc cái đèn xanh, đèn đỏ, đèn vàng. Ăn mặc cái kiểu này ở thành phố người ta gọi là xì tai. Xì tai ông nội tôi xì tai gì kì. Thì sao nói những cái đèn giao thông bị kẹt á? Trời ơi bị kẹt nữa. Trời ơi cái này là mô đen không cần màu sắc. Màu sắc thì không bao giờ giới hạn. Có thì nó ụp lên con người nó sáng được nè. Mày nói câu này tao mới để ý. Phải không chú? Chơi nguyên công lê nè. Dạ. Rồi mày ra chỗ ngã tư trước á. Đi dạy dạy ngoài đường á. Dạ. Chút xíu bò đụng no luôn. Đụng nghỉ ăn cơm luôn con. Xin lỗi chú nghe, giàu có như chú chưa chắc gì mua được cái áo này đâu nha. Ở đâu mày có cái áo đỏ lờm đó ép như cục lửa à? Cái gì cục lửa? Trời ơi, cái bà Sáu bán cháo bà tặng đó. Bà Sáu nào tặng ngoài áo sơ sơ à? Không dám thôi đâu. Sáng thức dậy nói bà Sáu ơi, bán cho con đâu cháo, bà tặng cho cái áo. Trời ơi, ở Sài Gòn giờ lạ hơn như quê á. Dạ. Ngủ đêm tới sáng đi ra ăn có cái áo mà tặng cô cháu. Cái gì ăn cái áo tặng cô cháu? Ê quên, ăn cô cháu tao nói lộn mày hả? Chưa đâu, cái thằng nhỏ mà kế bên kìa. Đúng vậy. Nó nói bà Sáu ơi bán cho con tô bánh canh. Bà tặng cho
phố cái gì cũng khuyến mãi hết trơn chú ơi. Đã vậy ha. Đã, khuyến mãi dữ lắm. Vậy nãy tao khuyến mãi ngon quá, sao mày không vô mày kêu giữ cơm á? Ừ ha. Cho nó quất mày trái bơm. Có banh mẹ luôn. Còn tao thiệt tao còn nó nói đáo với chú đâu. Chú lên thành phố đi, chú mua bất cứ món hàng gì người ta cũng chèn quạt khuyến mãi đó. Không không ông nậu nhỏ ơi, ở đâu không có khuyến mãi, không có tặng, không có cho. Làm giữa Sài Gòn mày mới có. Con nói thiệt á. Khỏi cần nấu đông cho nó xa hết, mày về đây. Mày về thành phố Quy Nhơn rồi mày thấy người ta khuyến mãi rồi mày mang nhộn. Chú mới nổ đó, nổ quá nổ. Thôi gì mà nó không tôi nổ rồi. Giờ mới có sách bánh có trứng nha. Ừ. Mày về đây nè không? Ừ. Mày ra trước cửa hội chợ nè. Ừ. Mày nhìn bên phải không? Ừ. Mày thấy cái quán cà phê để mấy cái ghế cây cái gỗ đó không? Thấy thấy thấy. Thấy không? Thấy. Vô cổng kêu ly cà phê ha. Một ly cà phê. Kêu ly cà phê tặng miệng con dê. Cái gì? Có một ly cà phê mà tặng con dê. Ở đây tao chơi vậy, tao chưa phê nước cái áo vậy phê vậy. Đó, cái vụ cá này bỏ qua bên đi chú ơi. Uống ly cà phê được quyền dắt dê đem về. Trời ơi, có ly cà phê mà dắt dê đem về. Đã không? Đã quá. Vậy là tao thấy chưa đâu các bạn. Chưa nữa. Vô chợ còn đã nữa con ơi. Ở trong chợ có luôn. Vô chợ mua củ khoai lang tặng ký tôm cà. Trời ơi, có củ khoai lang mà tặng một ký tôm cà. Ở đây tao chơi vậy, tao còn không phê cái áo vậy khoe mẻ vậy đó. Cái vụ cá này bỏ anh bên đi chú ơi. Vậy mà tao thấy vẫn bình thường á. Vậy mà bình thường hả? Ở ngoài lề đường chơi mấy bông lên nha mày. Ở ngoài lề đường có luôn. Bà bác sâu ngồi ngay cột đèn mà thấy á. Ừ. Hồi nãy nhỏ chạy lại nói có câu mập không? Nó nói Bà Tư, bà bán cho tôi gói sao giò con. Bà tặng nhỏ một chiếc xì bo. Ây da. Đang đi bộ mà nghe nó tặng chiếc xì bo bụng đụng tay chân ra. Dân Bình Định năm nay làm như trúng mùa hả gì cha ơi, chơi gì nóng lạnh vậy mày ơi, chơi cản không nổi mày. Đừng có cản chú, đừng có cản chú. Cản chứ để hết tiền mày ơi. Bây giờ chú dắt con ra cái chỗ bà bán xôi liền. Ừ. Bà còn bán không? Nghỉ bán à. Sao nghỉ bán? Hết vốn rồi. Ây chà, trời hết vốn chú đây còn chi. Bán kiểu đó vốn nào còn ông nào. Bán kiểu đó nhà bà cũng bán luôn. Trời ơi, nãy giờ con nói thiệt. Chú cái dẫn chơi hoài. Mày nói thiệt hả? Con nói thiệt. Vậy tao nói giáp. Ừ. Nữa ăn. Cái này con mới nói thiệt nè. À. Chú bước lên thành phố đi, chú mua bất cứ món hàng gì người ta có kèm quà khuyến mãi hết. Thiệt phải không? Con nói thiệt. Đừng gạt nha mày. Gạt chú gì? Mày nói vậy hồi tao về tao ghé chợ Bến Thành Sài Gòn à. Ừ. Tao vô chổng tao mua nãy chú nó có tặng gì không? Có. Tặng gì? Bịch muối. Trời ơi. Đã. Có lý em. Ừ. Vụ này tao chịu rồi đó. Khoái ăn. Biết có tặng có cho là được đó. Dạ. Lâu lâu đến Sài Gòn mới về món về tặng bà con mình ăn lấy thảo chơi kìa. Đúng rồi. Giờ tao mua cho tao trước đây. Mua cho chú. Cộng với nịt. Tặng cho chú con vịt. Thôi rồi thôi. Mua cộng viên để tụi mình nó tặng mình con vịt. Khoái hàng. Đúng là dân chịu chơi thế thế. Dạ. Tao làm thêm gói trà. Tặng chú con gà. Hai con luôn hả? Ừ. Rồi chỉ đứng kế bên tao mới vô mới mua ký ấp bu. Mua ký ấp bu thì tặng cho bảo được con. Tặng bởi con gì? Trời ơi, mua gì ký ấp bu ác gì trời. Mày tặng bởi con gì? Tặng cho bảo con cá thu. Trời ơi. Trời ơi, mày chả bắn nhóc. Vậy mà tao tưởng tặng cho bà tặng cho bà con căng ru ru. Cái con căng ru ru qua Việt Nam không có mà đó Syria mới có chú ơi. Tưởng đâu để cho bà con đó cái hết giống. Nói chuyện vợ chồng mày mấy năm nay ở Sài Gòn làm ăn khá ha. Không phải nổ với chú. Nổ mẹ khúc nghe thử coi. Từ lúc mà hai vợ chồng tôi lên thành phố sinh sống. Ờ. Cũng nhờ trời Phật thương. Ừ. Cho nên tới bây giờ hai vợ chồng con từ hai bàn tay trắng tạo thành một đống nợ. Đó, làm ăn phải vậy đó. Về quê bà con tâm mới nể mình. Bởi trời đất ơi, mày nói gì tao không hiểu mày. Trời thấy chú vui quá con nổ cho con đứt từng đoạn ruột hết trơn mà chú ơi. Không là bên nói thiệt dù tôi biết tôi tính dù cơm á. Thì đó, cãi lời cha mẹ bán ruộng đất lên thành phố lập nghiệp. À. Lên thành phố có lập nghiệp được cái gì đâu. Đó, giờ thấy không? Mày thấy ông bà xưa nó đâu có sai. Dạ. Được tên nó cá, không ăn muối cá ương. Dạ. Con cãi cha mẹ trăm đường con hơn. Dạ. Cãi cha, cãi mẹ thấy có nên người không? Dạ, thấy đúng á chú. Giờ muốn chở về quê làm ăn lẽ không? Ho ho, giờ dưới ổng với bả thầy con chết.
yên tâm theo tao về quê, tao ghé nhà ba mày tao nói cho tiếng, kêu cho lại miếng đất rồi cất nhà nhỏ nhỏ, tao qua chỉ cách cho làm ăn. Thiệt vậy hả chú? Cười lớn nha mày. Vậy là con quyết định theo chú về quê luôn. Giờ quyết định nha. Quyết định về quê sinh sống. Đi nha. Đi. Tiểu phẩm hề đến đây chấm dứt. Thanh Bắc Mã Đức xin cảm ơn bà con quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt quý vị. Xin cảm ơn rất nhiều. Cảm ơn.